Quý vị thân mến, trên thị trường hiện nay đã xuất hiện rất nhiều dòng máy massage và máy trị liệu giúp hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp. Nhưng người tiêu dùng vẫn băn khoăn không biết nên lựa chọn sản phẩm như thế nào để tránh lãng phí thời gian, tiền bạc và mang lại hiệu quả tốt nhất. Trước tiên thì chúng ta cần phải tìm hiểu 3 nguyên nhân dẫn đến các thể trạng nói trên. Thứ nhất là do thừa cân, béo phì làm tăng áp lực chịu đựng lên các khớp xương, đặc biệt là khớp xương háng và khớp xương gối. Thứ hai là do lười vận động, thường xuyên mang giày cao gót làm cho các cơ căng cứng, tăng áp lực chịu đựng lên sụn khớp chân, khớp gối. Điều này thì thường xuyên xảy ra ở dân văn phòng. Và thứ ba là do tuổi tác, khi bước vào độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi thì các cơ quan dần bị thoái hóa và suy giảm chức năng, rất dễ dàng bị tổn thương khi gặp các tác động mạnh. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã tìm hiểu và cho ra mắt dòng sản phẩm ghế massage Massfit ES30 giúp khách hàng có thể cải thiện các triệu chứng đau nhức xương khớp và thư giãn ngay tại nhà. Ghế massage Massfit ES30 là một thiết bị massage mà tôi đánh giá rất cao vì vừa giúp cải thiện các triệu chứng đau nhức xương khớp, vừa là để thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi vô cùng hiệu quả. Có thể nói chiếc ghế massage Massfit ES30 là một thiết bị massage toàn thân với cơ chế khá ưu việt. Thiết kế khung ghế SL ôm sát cơ thể và massage từ đầu xuống chân một cách chi tiết mà không bỏ sót bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Công nghệ AI scan tự động người sử dụng để định vị chính xác các huyệt đạo, vị trí vai gáy, tăng hiệu quả massage tốt hơn. Hệ thống co lăn công nghệ 4D bằng silicone mềm mại tạo ra những hiệu ứng massage chuẩn xác hơn, chân thực y như bàn tay con người. Tích hợp 6 kiểu massage ưu việt gồm lăn, nhào, gõ, shiatsu và massage toàn thân. Bên cạnh đó có một vài tính năng rất đáng lưu ý. Thứ nhất là hệ thống túi khí bao quát toàn thân từ vùng đầu vai, cánh tay, hông, bắp chân, bàn chân với 3 mức cường độ co bóp từ nhẹ, vừa cho đến mạnh. Tiếp đến là chức năng điều trị bằng nhiệt hồng ngoại từ 45 đến 50 độ C giúp kích thích lưu thông tuần hoàn máu, giảm đau lưng, co thắt dây thần kinh tọa và hạn chế thoát vị đĩa đệm. Cuối cùng là phần chân có thể kéo dài tới 18 cm, phù hợp với chiều cao của tất cả mọi người. Sử dụng ghế massage Massfit ES30 thường xuyên kết hợp với một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và một chế độ vận động hợp lý, không chỉ giúp cho người dùng có thể cải thiện các triệu chứng đau nhức xương khớp mà còn giúp thư giãn, vui vẻ và tinh thần thoải mái. Massfit ES30 chính là giải pháp tối ưu, đồng thời cũng là người bạn tuyệt vời để đồng hành cùng bạn trong quá trình thư giãn và cải thiện các vấn đề về xương khớp, tuần hoàn máu. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất. Massfit, món quà sức khỏe cho cả gia đình.